Bao giờ tụi tôi cũng thích ngồi ở tiệm cà phê Má Nghĩa, nằm giữa quận 5 nhộn nhịp. Cà phê của má bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười. Ban đầu chẳng biết bán cà phê, mai sau nhờ cái duyên được chỉ sang quán này và được bà chủ người Hoa chỉ cho cách pha cà phê, sang nhượng lại cả quán. Nhìn lại thì đúng là một cái duyên. Ông trời chẳng lấy đi hết của ai cái gì, bao giờ cũng đặt vào tay thêm một cơ hội nữa để được làm lại và lại được cười nói rỗn rãng mỗi ngày. 2007 thì má làm ăn thất bại, xong rồi má mới bán nhà, rồi xong rồi người ta chỉ má sang lại cái quán, là má qua má sang lại cái quán này là 2007. Đó giờ má không có kinh nghiệm, má không có bán mấy cái đồ này là tự má vậy hả? Không phải đâu, cũng như má sang lại rồi cái bà chủ đó, cái bà chủ người qua bà dạy má cái cách pha, rồi bà ra 3-5 giờ sáng bà ra bà phụ bà pha cho má coi, là cũng như có khách sẵn hết trơn rồi bà là bà pha cho má coi sao sao đó, cho má rành xong rồi bà mới là không có ra nữa. Cái duyên con qua con uống này nọ, con thấy sao ta, má rất là yêu đời nên con cảm giác là đôi khi có một cái ngã rẽ gì đó nhưng mà nó lại lựa chọn đúng. Tự nhiên mình giờ mình thấy mình yêu cái công việc này hơn. Đôi khi đúng rồi, tự vì cái lúc đó là má kể như là má làm ăn thất bại, má chẳng biết gì hết, má rất là buồn mà không biết. Bây giờ ba đứa con lại nó còn nhỏ, bây giờ con nghĩ đi, con làm cái gì, con sống, con nuôi nó, mà bây giờ nó lại còn học hành, nuôi tới năm 18 tuổi xong rồi tới đại học con mới bao nhiêu tiền. Thôi bây giờ má quyết định là cũng như đánh một cây bài. Thật chất ra là lúc đó là má nghĩ là má đánh một cây bài, nhất là ăn gì là thua. Ví dụ những người mà đang gặp khó khăn á, là người ta cũng phải bán buôn cả ngày trời. Đúng rồi, đúng rồi. Má bán có nửa buổi cái nghỉ mất, rồi đi chơi hay là vui thú. Không phải, đi chơi là sau này là mới là con mấy đứa này nó ra đại học, nó ra trường đi làm. À, cái mình thảnh thơi hơn. Lúc trước thì má cũng bán cả ngày chứ không phải là không. Mà giờ mấy đứa nó ra trường nó đi làm rồi thì má đỡ một cái phần đó. Ví dụ như là nhiều người á, đôi khi họ sẽ làm cả ngày thì họ cứ làm cả ngày hoài. Đúng. Nhưng rồi. Mà ví dụ giờ má bớt cái mối lo, cái tự nhiên má lựa chọn là má sẽ thảnh thơi hơn, má đúng. Bán nửa ngày thôi để kiểu vui đời hơn, chứ không có kiểu như nhiều người họ cứ qua thói có thói quen là họ bán cả ngày, họ cứ bán cả ngày tới suốt đời. Con biết không, con làm cả ngày như vậy á, nhất là cái sức khỏe của con. Con lớn tuổi nữa, phải không? Thà thí dụ bây giờ tụi nó còn nhỏ, má gắng cố gắng để má làm để lấy tiền cho tụi nó học. Còn bây giờ nó lớn lên rồi, nó mình phải có một chút thời gian để mình thảnh thơi một chút chứ con. Để thí dụ mình đi đây đi đó, chiều mình đi đây đi đó sẽ xả chết chứ. Tiền ai không ham, nhưng mà quan trọng cái sức khỏe. Con có tiền đâu mua được sức khỏe con đâu. Đúng không? Cái gì nó cũng vậy giờ má suy nghĩ vậy thôi rồi. Má cứ bán tới 12 giờ rồi về má cơm nước xong má nghĩ tới chiều, muốn đi đâu đi đó. Nhiều khi bạn bè rủ má đi chơi hoặc là tối đi ăn, đi nhậu gì đó. Rồi, cho nó qua. Rồi xong rồi, sáng làm tiếp. Cứ như vậy thôi. Là mình sống một cách đó là kiểu như là... Vô tư. Đúng vô cái tư. Tinh thần của một người Sài Gòn vậy, vô tư. Không? Giống Sài Gòn người ta hay kêu là cái gì? Người Sài Gòn hào sản, vô tư, sống kiểu hết mình mỗi ngày. Đúng rồi, sống hết mình mà. Hồi xưa lần đầu tiên con qua má con uống thì con thích một cái, đó là cái tánh của má nó sao ta, nó khiến cho con kiểu con cảm thấy là thoải mái, và kiểu đó giờ mình không có nói chuyện với ai á. Ý người lớn tuổi mình cũng ít nói chuyện, nhưng mà qua má cái tự nhiên kiểu má cởi mở với tụi con, kiểu đôi khi tụi con sợ vì cái khoảng cách về thế hệ á, nhưng mà lúc nào má con qua cũng chào đón mấy đứa. Ai cũng vậy, mình sống như vậy đi chứ mình đừng có kiểu mà phân biệt này kia kìa. Ở đây có nhiều cái khách cũng vậy đó con ơi, phân biệt là giàu nghèo này kia, má không có, bình đẳng thôi, thấy không? Chứ đừng có phân biệt người này giàu người kia nghèo, đẳng cấp không đẳng cấp, ngồi chung bàn đẳng cấp phải ngồi chung bàn, không đẳng cấp phải ra ngoài kia. Thì má kiểu đó, má không có thích cái kiểu đó. Người ta hay có chuyện nhau nói là sống là cái gì, bao nhiêu là đủ. Không bao nhiêu là đủ, không bao nhiêu là không đủ. Ăn thua con biết cái sắp xếp, cái cách con sống. Ví dụ con có 10 đồng cũng đủ, còn mà có 5 đồng cũng đủ. Ăn thua con sống thôi.
Ví dụ là có tiền nhiều thì con ăn ngon chút xíu, không có tiền nhiều thì con cực, qua ngày mai có tiền con lại ăn sướng, thế thôi. Bởi vậy người ta câu người ta nói vậy, không bao nhiêu mà đủ, không bao nhiêu mà không đủ. Ăn thua cái mình sống, cái cách mình sống, không? Những là lúc nó không có bán, nó cũng ở nhà, nhiều khi má cũng làm biếng, nó cũng không có ăn. Rồi sáng nó quậy đi cà phê, má uống rồi tới trưa má ăn cơm luôn, chứ sao đâu. Đúng không? Bởi vậy bây giờ đó, má làm gì làm, có sức khỏe thì có tất cả, không có sức khỏe thì cũng như không, không có tất cả. Thế thôi, vậy giờ, bởi vậy má là má làm gì làm chứ má chấm sức khỏe à, má không có chấm tiền. Tiền có thể bữa nay má kiếm không được, ngày mai má kiếm được. Còn sức khỏe của má là bữa nay nó xuống rồi, kể như là nó xuống luôn. Cứ tưởng rằng chỉ khi con người ta thừa mứa vật chất rồi mới nghĩ đến chuyện biết đủ. Nhưng hóa ra, ngay cả những con người giản dị nhất mới lại là những người dạy chúng ta một bài học quan trọng về sự đủ đầy.